Hôm nay Nguyệt lại rất là vinh dự được gửi tới các anh chị những các cái kiến thức của mình, chia sẻ với các anh chị về những các cái vấn đề về nám mà có rất là nhiều chị em phụ nữ đang bức xúc, thậm chí có một số anh nam giới cũng đang bức xúc. Ông cha ta có câu là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp. Và rõ ràng đây là một minh chứng, cũng là hai người giống nhau, sau khi làm đẹp, thậm chí là trang điểm thôi thì người ta đã có những sự rất là khác biệt rồi. Trước khi nói về nám thì tôi cũng có một số những các cái thông tin chung để cho chị em phụ nữ chúng ta biết được phòng và chống những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến da để chúng ta có thể là tránh và khắc phục làm thế nào để cái làn da của chúng ta ít bị ảnh hưởng nhất. Cái yếu tố đầu tiên mà ảnh hưởng đến da nó nguy hại nhất đó là ánh nắng mặt trời. Trong ánh nắng mặt trời thì có rất là nhiều những các cái tia tử ngoại, những tia UVA, UVB, thậm chí UVC, những tia cực tím. Đấy là những các cái tia sẽ rất là ảnh hưởng đến da. Nó gây cho rất là nhiều người những chứng sạm da, thậm chí là bị nám rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến da đó là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm trong những các cái vấn đề mình thường ngày tiếp xúc. Hiện nay với cái xã hội đang phát triển thì ngay như là chúng ta thường xuyên ngồi trước màn hình vi tính, chúng ta thường xuyên xem tivi thì tất cả những các cái vấn đề đó nó đều gây ảnh hưởng đến da. Có rất là nhiều người hỏi là ôi tại sao tôi ngồi trước màn hình vi tính hoặc là nghe điện thoại di động mà lại ảnh hưởng đến da? Bởi vì thực sự ra trong cái quá trình vi tính hoạt động cũng như vô tuyến hoạt động thì nó sản sinh ra những các cái sóng bức xạ, hoặc thậm chí là trong gia đình chúng ta những các cái thiết bị như là lò vi ba, lò vi sóng, tủ lạnh cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng đến da. Và đặc biệt nữa là trong một số những các cái phòng phòng trà, phòng karaoke nó có những các cái đèn mờ, đấy cũng là những các cái ảnh hưởng đến da tương đối lớn. Và tất nhiên là cái ô nhiễm môi trường này á, cái khói bụi xăng xe thì hiện nay ở Việt Nam nó quá là một cái vấn nạn của quốc gia. Cho nên là nếu như mà chúng ta không phòng chống, đi ra đường chúng ta không đeo khẩu trang thì cái da của chúng ta sẽ tổn hại, bị lão hóa một cách rất là nhanh chóng. Cái thứ ba ảnh hưởng đến da nữa đó là cái chế độ dinh dưỡng. Có rất là nhiều người nghĩ rằng là tôi ăn uống theo cái khẩu phần, cái sở thích của tôi. Nhưng mà thực sự ra nếu như mà các anh chị biết rằng ở châu Âu cái lượng thức ăn người ta nạp vào bao tử không có nhiều, mỗi một bữa ví dụ như là một bữa chính người ta chỉ ăn một lát bánh mì, một cốc sữa, một quả trứng, một chút hoa quả, và như thế là đủ những các cái năng lượng calo cho cơ thể. Nhưng Việt Nam thì hiện ngoài những các cái vấn đề ăn nhậu ra, rượu bia quá đà, còn có rất là nhiều những các cái thói quen, ví dụ như là đi ăn tiệc hay chúng ta hay gọi những cái món lẩu, 6-7 người một nồi lẩu với độ khoảng 2-3 lạng thịt bò và chủ yếu là ăn rau và ngồi khề khà chén chú chén anh, và chúng ta nghĩ rằng như thế là rất là vui vẻ và ăn uống rất là no nê. Nhưng thực tế ra cơ thể chúng ta thiếu rất là nhiều chất. Cái chế độ dinh dưỡng nó vô cùng ảnh hưởng đến thể lực, và chính cái thể lực nó cũng ảnh hưởng đến da. Và cái chế độ dinh dưỡng không những là chế độ dinh dưỡng cho cơ thể mà da cũng cần cái chế độ dinh dưỡng. Cơ thể chúng ta cần hàng ngày cần thức ăn nước uống thì da của chúng ta hàng ngày cũng phải được vitamin và khoáng chất bổ dưỡng. Cho nên là nếu như mà có rất là nhiều chị em phụ nữ chưa từng bao giờ chăm sóc da thì ngay ngày hôm nay hãy chăm sóc, hãy bôi lên mặt mình một thứ gì đó, bất kể một thứ nào có, tất nhiên là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có vitamin, thậm chí chỉ là vitamin E hoặc là những các cái vitamin A để làm cho cái da của chúng ta được ăn uống đầy đủ. Cái ảnh hưởng nữa đến làn da đó là sử dụng mỹ phẩm một cách thái quá. Mỹ phẩm là rất là tốt, tuy nhiên có nhiều người lạm dụng mỹ phẩm một cách thái quá. Biết rằng là ở châu Á là đất nước chúng ta có sắc tộc màu da vàng không được như là châu Âu da trắng cũng như là châu Phi thì da đen. Tuy nhiên rằng bản thân cá nhân tôi thì tôi đã đi
sang châu Âu cũng nhiều lần. Châu Phi thì chưa được đi, nhưng mà tôi tin chắc rằng châu Phi người ta không đánh phấn. Và châu Âu thì có thể là trời phú cho người ta cái nước da trắng rồi, cho nên cái vấn đề sử dụng mỹ phẩm cũng rất là ít. Có chăng chỉ là làm sắc thêm cái đôi mắt, là sắc thêm cái cửa sổ tâm hồn, trải một chút mascara, đánh một chút môi son. Nhưng ở Việt Nam thì ra đường hiện nay từ lớn bé già trẻ, gọi là tất nhiên trẻ con thì không nói, tôi không nói làm gì, nhưng mà phàm là những ai mà hơi điệu điệu một tí ra đường, thậm chí có những bác 50, 60 lúc nào cũng đánh bự phấn lên. Và rõ ràng ra là cái phấn đánh hoàn toàn là không có lợi. Bởi vì khi mà chúng ta chỉ rửa nước đơn thuần, rửa thậm chí với sữa rửa mặt đơn thuần thôi, nó cũng không thể sạch được, bởi vì phấn, tất cả những các cái loại phấn càng mịn, càng cao cấp bao nhiêu, cái độ trì nó ăn vào da càng nhiều bấy nhiêu. Cái độ hạt phấn, những các cái tinh thể phấn siêu nhỏ nó sẽ đi sâu dưới da của chúng ta rất là nhiều. Và chính những các cái điều đó nó gây cho da một cái sự lão hóa một cách vô cùng nhanh chóng. Một cái vấn đề ảnh hưởng đến da nữa, đó là cái vấn đề về stress. Nếu như mà trường hợp công việc của chúng ta quá căng thẳng, chúng ta mất ngủ, chắc là cái điều này thì tôi không phải nói, thì ai cũng biết rằng nếu như mà mất ngủ một đêm thôi thì sáng ngày da trông mặt rất là phờ phạc, mắt thì trũng sâu xuống, rồi cơ thể thì uể oải. Chính những các cái vấn đề này nó làm ảnh hưởng đến da. Và một điều rất là quan trọng nữa, đó là nước. Có rất là nhiều người biết rằng là nước quan trọng đối với cơ thể, tuy nhiên cũng không chịu uống nước. Có rất là nhiều người chịu uống nước, tuy nhiên uống nước không đúng cách cũng là một điều không có lợi cho da cũng như là cho cơ thể. Thực sự ra thì da hấp thụ nước từ cơ thể và trong không khí. Nhưng vấn đề làm thế nào để da hấp thụ nước được ở trong cơ thể, đấy là một cái vấn đề. Và tôi xin chia sẻ một cái bí quyết rất là nhỏ về cái cách uống nước cũng như là về cái lượng nước cần thiết cho cơ thể. Thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì mỗi 0,4 kg trọng lượng, 0,4 lít nước dành cho 10 kg trọng lượng. Tức là nếu mà bạn 50 cân thì 5 x 4 bằng 20 thì bạn cần 2 lít nước. Nhưng nếu bạn 60 cân thì 6 4 2 4 phải là 2 lít tư nước. Nước uống như thế nào ạ? Sáng ngày ra khi chúng ta vừa trên giường xuống đất, chúng ta uống một cốc nước khoảng 300 ml. Uống một hơi hết. Bởi vì tại sao khi mà uống một hơi hết thì tất cả những các cái cách uống nước là uống một lèo thì nó sẽ đào thải ra ngoài rất là nhanh. Ban đêm thì khi chúng ta ngủ, lượng độc tố bị tích tụ trong gan thận rất là nhiều. Buổi đêm gan phải làm việc rất là nhiều, thì chính chúng ta uống nước như thế nó sẽ thải những các cái độc tố trong gan thận trong buổi đêm làm việc đi ra bên ngoài, và cái thứ hai nữa là buổi tối đi ngủ thì cũng nên uống một cốc cũng khoảng 250 ml và uống một hơi hết. Và tất cả số nước còn lại ở trong ngày thì chúng ta chỉ chia đều ra, cứ nhìn thấy là uống, đi đâu cũng xách theo chai nước. Tuy nhiên uống từng ngụm nhỏ và nuốt từ từ. Có rất là nhiều anh chị thì cứ bảo là tại sao mà các ông đàn ông đi uống bia cứ hay vào nhà vệ sinh, bởi vì cứ cụng ly rô 100%. Nếu như nước, tất cả các thể loại nước mà chúng ta 100% được giống như bia thì chúng ta cũng đi vệ sinh giống như bia, không khác cái gì cả. Thế có nhiều người bảo là bia bài tiết tốt mới đào thải tốt, tốt cho thận. Nhưng mà thực tế ra không phải, bởi vì dù sao ở trong đấy nó cũng có acid, vẫn có chất cồn ở trong. Nếu như mà nước mà ban ngày mà chúng ta bị khát, tức là cơ thể đang bị thiếu quá rồi, chúng ta làm một hơi hết một cốc nước thì nó sẽ đào thải ra ngoài rất là nhanh chóng. Và khi đó thì cơ thể của chúng ta luôn luôn trong tình trạng thiếu nước và da cũng không thể hấp thụ nước được. Cho nên là các anh chị nhớ rằng các số nước còn lại chia ra nhìn thấy thì uống, chứ không phải là khát thì uống. Và uống từng ngụm nhỏ và nuốt để trong miệng, nuốt rất là từ từ. Nếu như các anh chị thực hiện những các cái bài uống nước như vậy thì trong khoảng thời gian sau 18 ngày thôi thì da của chúng ta đã có sự cải thiện một cách đáng kể. À, vâng, và cái chủ đề hôm nay là chủ đề về nám. Hiện nay rất là nhiều chị em phụ nữ đang vô cùng bức xúc trong cái vấn đề về nám. Như lúc trước thì tôi đã nói
nám ngoài cái vấn đề thẩm mỹ còn có những các cái vấn đề về yếu tố tâm linh ở bên trong. Và rõ ràng là có rất là nhiều người đi tìm mọi cách để điều trị nám. Tuy nhiên, nếu như mà họ đi tìm những các cái cách không đúng thì lợi bất cập hại, thậm chí là cái vấn đề nám của họ họ còn bị nặng lên rất là nhiều. Những các cái nguyên nhân gây ra nám da đó là gì? Cái nguyên nhân đầu tiên đó là do gen di truyền. Thực sự ra nếu như mà trong gia đình mà cha mẹ, thường là mẹ bị nám nhiều thì thường là con gái sau này cũng sẽ có những các cái di truyền từ mẹ. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là những các cái rối loạn sắc tố. Mặc dù là cơ thể của chúng ta là có khả năng tự điều chỉnh và tự giải độc chữa trị cho những các cái rối loạn ở da, nhưng mà tuy nhiên nếu như mà chúng ta không được tránh nắng này, không ăn nhiều cái hoa quả tươi, không chữa trị hoặc là không ngăn chặn, không bảo vệ thì những các cái rối loạn sắc tố này nó sẽ trở thành những các cái mảng rất là rộng và rất là nhiều ở trên mặt cũng như là ở da tay. Và cái rối loạn sắc tố này nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về sức khỏe cũng tương đối nhiều. Cái thứ ba nữa là cái rối loạn về nội tiết. Có rất là nhiều người bị nám thì cứ bảo là tôi bị nội tiết. Thực tế ra là chưa đi khám và cứ tự cho mình là nội tiết. Không hẳn là tất cả những các cái nám đều do nguyên nhân nội tiết. Và nội tiết thì chị em phụ nữ thì cứ thường nghĩ ngay đến là cái vấn đề là phần chính phần phụ của chị em là có vấn đề rồi do sinh nở. Nhưng đúng, những các cái vấn đề mà thay đổi những các cái sắc tố ra khi mà chị em phụ nữ mang thai thì đấy là một cái điều hiển nhiên. Ví dụ có rất là nhiều chị em phụ nữ mang thai thấy rằng khi mà chúng ta có thai thì cái những các cái đường ví dụ như đường kẻ ở ở giữa rốn nó sẽ đập lên rất là nhiều, ngực cũng sẽ bị thâm quầng lại rất là nhiều. Có nhiều chị em phụ nữ cổ bị nám đen sậm lại, nách đen hơn và da mặt xuất hiện những các cái vết vết nám. Thì đấy nó cũng là những các cái rối loạn sắc tố. Nguyên nhân là do gì ạ? Nguyên nhân là do cái vấn đề thay đổi những các cái hormone cũng như là những các cái nội tiết trong cơ thể phụ nữ khi mà chị em mang thai. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề ánh nắng mặt trời. Nếu như thông thường chúng ta kể cả là những các cái da bình thường mà nếu chúng ta thường xuyên phơi nắng với những các cái giờ từ 12 giờ, từ 11 giờ trưa đến 2, 3 giờ chiều thì chắc chắn rằng cơ thể của chúng ta không bị vấn đề về nội tiết thì cũng sẽ có khả năng bị nám. Và một cái vấn đề bị nám nữa, một cái nguyên nhân bị nám nữa đó là do sử dụng những các cái mỹ phẩm không đúng cách. Có rất là nhiều những các cái mỹ phẩm mà nó không cao cấp, không đảm bảo, nó có cái độ cảm quang rất là lớn. Chính những các cái vấn đề này thì khi mà chị em phụ nữ sử dụng những các cái mỹ phẩm mà không đúng, nó sẽ gây nám, mà thậm chí gây rất nhanh chứ không phải là chờ đến một vài năm như là cái vấn đề về nội tiết. Có thể có những người mà chỉ cần sử dụng trong khoảng thời gian một tuần thôi là đã bị nám lại, bị nám rồi. Cái về tổn thương về bệnh lý, phụ nữ thì cũng có thể là có rất là nhiều những các cái bệnh về phụ nữ, về phụ khoa thì đấy là cũng những các cái viêm nhiễm, nấm. Thì trong cái quá trình điều trị thì bác sĩ kê đơn khi mà sử dụng một số những các cái thuốc nó sẽ gây cảm quang đối với ánh nắng thì đấy cũng là một cái nguyên nhân cái ánh nắng mặt trời tác động đến da nhiều hơn. Có rất là nhiều những các cái điều trị trong mụn trứng cá sử dụng một số những các cái loại kháng sinh ví dụ như là tetracycline hoặc là doxycycline hoặc là sulfamide mà phơi nắng không đội mũ rộng vành, không sử dụng kem chống nắng, không bảo vệ thì đây nó cũng là những các cái nguyên nhân gây nám da rất là nhiều. Và đây là cái hình ảnh mà về vấn đề về nám. Các anh chị thấy rằng là ở cái trên bề mặt da là hình thành những các cái đốm nâu hoặc những mảng đốm nâu và chúng ta thường gọi là nám. Thì trước khi nói thế thì tôi cũng xin trình bày là cấu tạo của da thì da được chia làm 3 phần. Phần trên cùng là lớp biểu bì, lớp thứ hai là lớp thân bì và lớp thứ ba là lớp hạ bì hay còn gọi là lớp mỡ. Và đây là hình ảnh của lớp biểu bì.
Cái lớp biểu bì là trên bề mặt da, tức là trên tầng trên cùng của da, nó có cái lớp ngoài cùng á, là lớp bì. Chính cái lớp này thì nó sẽ hình thành những các cái đốm nâu, những mảng nâu và chúng ta hay gọi là nám. Và tuy nhiên thì cái nám nó không phải là nó bắt đầu xuất phát nguyên nhân từ trên bề mặt da, và nó xuất phát từ cái lớp dưới cùng của cái lớp biểu bì, tức là lớp đáy hay gọi là lớp mầm. Nguyên nhân gây nám thì là do một cái tế bào có tên là melanocyte, nó sản sinh ra nhiều những các cái hắc tố melanin và nó lớn dần, nó đẩy lên trên bề mặt da và chúng ta thường gọi là nám hoặc tàn nhang hoặc đồi mồi hoặc đốm nâu, những các cái tên tương tự. Cho nên là hiện nay có rất là nhiều những các cái cách mà một số những các cái thẩm mỹ hoặc là một số chị em dùng, đó là gì? Lột da mặt hoặc là sử dụng những loại kem để bôi trắng da, tẩy trắng da. Thì thực tế ra thì cái nám nó có đâu phải là ở trên trên bề mặt da đâu. Chúng ta lột đi thì không phải là lột đi là nó hết, mà giống như là mọi khi anh Dean vẫn nói về cái vấn đề là sự lão hóa giống như nước chảy qua vòi. Nếu chúng ta chỉ lau chùi thôi mà chúng ta không tìm được cái gốc rễ, không tìm được cái vòi nước ở đâu để chúng ta khóa lại, thì vĩnh viễn suốt đời chúng ta lau, thậm chí là chúng ta những các cái rẻ nhỏ quá thì nước nó, cái lượng nước nó chảy ra nhiều hơn thì thậm chí nó còn tràn khắp nơi khắp chốn. Thì cái nám này nó cũng tương tự như thế. Khi mà chúng ta lột da mặt, tức là chỉ mang tính chất tạm thời trên bề mặt, trong những các cái thời kỳ đầu có nhiều chị em cảm thấy rất là phấn khởi vì rằng là da của mình trắng hồng hào và rất là đẹp, mà cảm giác là cái nám nó đi mất đâu rồi. Nhưng mà thực tế không phải. Mà đặc biệt là khi với cái da bị bỏ đi cái lớp bảo vệ bên ngoài thì cái ánh nắng mặt trời nó tác động vào, nó còn kích thích nhanh hơn cái tế bào melanocyte, nó sản sinh ra hắc tố melanin. Và chính những điều đó, với những ai đã từng bị nám rồi, đã từng đi lột mặt nạ rồi thì sẽ thấy rằng cái nám nó trở lại rất là nhanh chóng, và khi mà nó đã trở lại còn thậm tệ hơn trước rất là nhiều. Và có rất là nhiều người sử dụng những các cái sản phẩm điều trị nám hiện nay, hoặc là một số những các cái kem pha, kem trộn, cũng có thể là có những các cái sản phẩm mang tính chất bong tróc da, nhưng cũng có sản phẩm là không bong tróc da, tuy nhiên nó có những các cái vấn đề là nó được giải quyết là làm trắng, và cứ thấy trắng lấy thấy sáng, cái sắc tố nó cũng làm giảm những các cái sắc tố đấy đi và mọi người rất là vui vẻ và cảm thấy là rất là hài lòng. Tuy nhiên thì cái hại thì nó gấp nhiều lần với cái hài lòng khi mà các chị chưa biết được những các cái hại. Thứ nhất là hiện nay có một số những các cái kem pha trộn mà không rõ nguồn gốc thì họ sử dụng những các cái thành phần làm trắng da như là corticoid, như là hydroquinone hoặc thủy ngân hoặc phormone. Những các cái vấn đề thủy ngân thì quá độc hại rồi thì tôi không nói đến, phormone cũng thế. Tuy nhiên với những các cái corticoid hiện nay đang sử dụng nhiều nhất với những các cái loại kem trộn làm trắng da. Nhưng nếu mà có thể là các anh chị nào hơi cẩn thận một chút, hoặc là có thể là đi ra hiệu thuốc mua một sản phẩm bôi nấm, bôi tràm hoặc là bôi gì mà nó có thành phần corticoid, thì bao giờ cái chống chỉ định cũng là không sử dụng quá 5 ngày. Mà nếu như mà thường thường là sản phẩm thậm chí đây đang trong điều trị bệnh chữa bệnh không dùng quá 5 ngày mà chúng ta sử dụng dài 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 kỳ ở trên da thì không biết điều gì nó sẽ xảy ra. Còn có những các cái phormone là cái chất mà để ngâm xác ướp thì là để cho cái da nó tươi, tức là nhìn lúc nào nó cũng mơn mởn ra. Hoặc là những các cái thành phần như là thủy ngân để nó làm trắng da. Tuy nhiên tất cả những các cái điều đó nó sẽ làm teo những các cái tế bào lại. Và khi teo tế bào và thậm chí là cái tế bào sắc tố melanin nó bị kích thích nhiều hơn thì khi đấy thì chắc chắn là cái da trông rất là thậm tệ. Skin công nghệ Asian Lock là đi tìm những các cái căn nguyên, những các cái vấn đề. Và Nu Skin năm 2009 đã kết hợp cùng với LifeGen Technology cho ra đời một cái dòng sản phẩm, một cái công nghệ, đó là công nghệ AgeLOC. Công nghệ AgeLOC là sử dụng
những các cái chúng ta gọi nôm na là con chip sinh học trong những các cái sản phẩm của mình, trong những các cái sản phẩm chăm sóc. Thì nói đến cái con chip sinh học này thì tôi cũng nói chút một chút xíu, bởi vì cũng có thể là có rất là nhiều những anh chị đã biết được rồi. Thì cái con chip sinh học này nó có tác dụng là gì? Age là tuổi, lock là khóa. Trong quá trình suốt 30 năm, công ty LifeGen Technology tìm ra được mã hóa, tìm ra được cách giải mã của, tức là có trong tay cái bản đồ gen của 25.000 cặp gen, 25.000 cái gen trong cơ thể con người. Và trong trong 25.000 gen đó thì có 160 gen liên quan đến các cái vấn đề về da. Và khi mà AgentLock tìm ra được một cái sản phẩm để khống chế, để khắc phục, để điều chỉnh cũng như là tìm ra những các cái nhóm gen mà nó bị lỗi, nó có những các cái vấn đề không, nó có vấn đề ảnh hưởng nó không được chuẩn, thì AgentLock khi đi vào trong những các cái tế bào, đi sâu vào nhân tạo, đi vào trong gen thì nó sẽ điều chỉnh những các cái vấn đề lỗi ở trên da. Tôi ví dụ như là một người 40 tuổi thì cái collagen giảm sút, thì khi AgentLock vào nó sẽ làm tăng lượng collagen, hoặc những các cái sắc tố melanin nó tăng lên thì AgentLock nó sẽ điều chỉnh để làm giảm những các cái melanin đi. Mà ngay như các cái sự điều chỉnh tăng giảm hợp lý của công nghệ AgentLock nó sẽ làm cho da của chúng ta một phần nào các sắc tố nó sẽ giảm dần đi, nó sẽ giảm từ từ. Và đây là cái biểu đồ gen đã được mã hóa. Ở phía bên trái thì khi còn trẻ cái gen rất là sáng đẹp, và khi chúng ta có tuổi thì những các cái gen này nó sẽ bị tối đi, nó chỉ còn một vài những các cái nhóm gen sáng. Tuy nhiên thì đồng nghĩa với việc nhóm gen tối đi thì đồng nghĩa với việc da của chúng ta dần dần cái màu tươi trẻ nó cũng giảm dần theo thời gian. Và khi với những các cái công nghệ AgentLock vào phía bên phải thì cái gen của chúng ta lấy lại được 92% cái cấu trúc da khi ban đầu. Và đây là cái biểu đồ được gen được mã hóa. Ở phía bên trái thì khi còn trẻ thì toàn bộ cái gen nó được màu nó rất là xanh, và khi mà da bị lão hóa rồi thì cái sắc tố nó đỏ nhiều hơn là màu xanh. Và biểu đồ gen khi được phục hồi bởi cái công nghệ AgentLock nó đã tái tạo được 92% của tình trạng da ban đầu. Bộ AgentLock với công nghệ AgentLock thì Nu Skin cho ra đời bộ sản phẩm có tên là AgentLock Transformation với 4 sản phẩm. Thì như tôi đã nói là cái công nghệ AgentLock là một công nghệ đi thẳng trực tiếp vào gen, tìm những các cái lỗi ở trong gen, tìm những các cái nhóm gen có những các cái vấn đề để nó điều chỉnh lại, tái cấu trúc lại những các cái gen ban đầu. Và đặc biệt là tái cấu trúc những các cái nhóm gen trẻ, làm da của chúng ta trẻ da, đẹp da. Tuy nhiên, nó cũng làm cho cái những các cái sắc tố melanin nó giảm đi, bởi vì đây là một sự điều chỉnh tăng giảm. Trong sữa rửa mặt của sản phẩm bộ AgentLock này, nó có những các cái thành phần cân bằng độ pH trên da, thay cho cái dòng những các cái dòng toner, những các cái nước hoa hồng mà những mỹ phẩm khác thường phải có 2-3 lọ. Với cái sữa rửa mặt AgentLock này, nó cũng lấy đi được những các cái mỹ phẩm kể cả là những mỹ phẩm dạng dầu, ví dụ phải sử dụng dầu mới tẩy trang được, ví dụ như là những các cái mascara. Thông thường chị em phụ nữ hay sử dụng mascara thì phải sử dụng một cái loại tẩy trang riêng dành cho mắt, sau đó là tẩy trang cho mặt, sau đó mới đến sữa rửa mặt, và cuối cùng mới đến nước hoa hồng. Thì đây không phải là sản phẩm 2 trong 1 mà thậm chí là sản phẩm 4 trong 1, bởi vì các chị em phụ nữ không cần phải tẩy trang, không cần phải tẩy trang mắt, cũng không phải sử dụng
toner nước hoa hồng chỉ với một lọ sữa rửa mặt này, Clean and Tone, nó sẽ lấy đi sạch sâu những các cái bẩn ở dưới da, nó sẽ làm mềm những các cái mascara da và nó sẽ bong ra ngoài, nó sẽ lấy làm sạch và không cần phải sử dụng tẩy trang riêng. Và đặc biệt là với cái thành phần dịu nhẹ, nó cân bằng cái độ pH ở trên da. Cái sản phẩm số 2 là cái sản phẩm kem dưỡng ngày với chỉ số chống nắng SPF 22, là một cái chỉ số vừa đủ đối với những các cái da thông thường. Nếu như mà trường hợp chúng ta sử dụng những cái loại kem chống nắng chỉ số càng cao thì cái mức độ bít tắc lỗ chân lông càng nhiều. Và theo những các cái nghiên cứu của các nhà khoa học thì chỉ số chống nắng hợp lý nhất là từ 15 đến 25 độ SPF. Và có rất là nhiều người thích sử dụng những các cái sản phẩm chống nắng cao. Thì sản phẩm chống nắng cao thứ nhất là nó gây bóng cho da rất là nhiều. Cái thứ hai là chỉ sử dụng khi đi tắm biển, khi làm việc ngoài trời, chơi thể thao quá lâu. Và với những các cái chỉ số thông thường này thì các chị sử dụng với chỉ số chống nắng từ 15 đến 25 thì nó chỉ có tác dụng khoảng 4 tiếng dưới ánh nắng mặt trời. Chính vì thế, nếu như mà chúng ta sử dụng buổi sáng thì đến trưa chúng ta về về nhà ăn cơm, nếu đầu giờ chiều mà chúng ta phải có việc vẫn phải đi ra ngoài thì chúng ta nên rửa qua mặt và chúng ta bôi lại một lần nữa thì nó mới có tác dụng, và phải bôi trước 15 phút, ít nhất trước 15 phút trước khi ra. Chứ nếu như mà chúng ta ra ngoài đường chúng ta vừa bôi một cái chúng ta ra, nó chưa kịp ngăn chặn, nó chưa kịp thẩm thấu thì chúng ta đã ra bên bên ngoài rồi, thì nó cũng giảm bớt cái các cái tác dụng của sản phẩm đi. Và thực sự đây là một cái sản phẩm nó gây thông thoáng cho da mặt và rất là dễ chịu. Và nếu như mà các chị em nào không có điều kiện để sử dụng cả bộ bộ mỹ phẩm này thì tôi cũng nên sử dụng kem chống nắng. Ở Việt Nam thì rất là nhiều người không có thói quen sử dụng kem chống nắng đi ra ngoài đường, và chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta che khẩu trang rồi. Các anh chị có biết rằng là ánh nắng mặt trời, những các cái tia UVB nó xuyên qua cả cửa kính, xuyên qua cả tường, thì cái khẩu trang của anh chị có nghĩa lý đúng không ạ? Rất là ít. Bởi vì là chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta được che chắn thôi, nhưng mà cái tác hại của nó vẫn có. Có thể là chúng ta cảm thấy chúng ta không bị đen nhiều, nhưng cái tác hại chính là những các cái gây vấn đề về ung thư da, gây nám da và vân vân. Thì những các cái đấy nó luôn luôn thường trực. Và nếu như mà trường hợp không có điều kiện sử dụng thì tôi cũng vẫn khuyên rằng là nên sử dụng với cái sản phẩm kem chống nắng. Và cái sản phẩm nữa thứ ba đó là kem dưỡng ban đêm. Kem dưỡng ban đêm này nó lấy lại cái độ ẩm cho da, nó tăng cường cái sự hút nước cho da, nó làm cho cái da nó sẽ mịn màng hơn, nó sẽ mướt hơn, và đặc biệt là nó có lấy lại được những các cái độ săn chắc cho da. Và cái quan trọng nhất trong cái bộ này đó là cái serum, với thành phần AgeLOC rất là nhiều, thì cái serum này nó tái tạo da của chúng ta, kể cả là đặc biệt là trong khi ngủ thì nó sẽ được tái tạo nhiều hơn. Khi mà tái tạo thì cái lớp da ở lớp đáy, tức là những các cái tế bào lớp đáy, nó kích thích sản sinh ra nhanh hơn, đẩy lên trên bề mặt da nhanh hơn, khống chế đi thẳng trực tiếp vào tế bào và đi vào trong những các cái gen, tìm ra những các cái vấn đề. Ngay như cái vấn đề hôm nay, chủ đề mà chúng ta nói đó là chủ đề về nám, thì nó sẽ đi tìm những các cái thừa, nó sẽ ngăn chặn lại, ví dụ như thừa melanin nó sẽ ngăn chặn lại. Chính cái sự ngăn chặn đấy thì nó sẽ làm cho da của chúng ta nó sẽ giảm dần màu, nó sẽ nhạt bớt những các cái đốm đốm nâu cũng như là những các cái tàn nhang đi. Và khi mà nó kích thích cái quá trình tái tạo nhanh của tế bào thì những các cái tế bào nó sẽ tự động, những tế bào cũ nó sẽ tự động nó đẩy dần lên trên bề mặt da và nó sẽ bong bong ra bên ngoài. Tất nhiên là quá trình bong chúng ta không nhìn thấy. Cơ thể của chúng ta thì chúng ta cũng không thể nhìn thấy bằng chỉ bằng việc là chúng ta đi tắm. Ngày nào chúng ta tắm chúng ta cũng kỳ và chúng ta đều thấy là da rất là nhiều những các cái vết bẩn, và chúng ta nghĩ rằng là à chắc là đi đường bụi bặm
Mà rõ ràng có những người mà ở trong nhà suốt cả một ngày không đi đâu cả, tắm nó cũng vẫn ra những các cái bẩn, thì đó là những các cái tế bào chết ở trên da nó được bong ra bên ngoài. Và mặt thì tất nhiên là với những các cái mặt thì chúng ta không thường xuyên, cái diện diện tích nó nhỏ, cái độ gồ ghề nó nhiều hơn, giống như là kỳ người được. Tuy nhiên hàng ngày chúng ta rửa mặt thường xuyên thì nó sẽ tự động nó sẽ được bong ra ngoài, và chính ra những các cái bong da đó nó cũng sẽ làm mờ những các cái vết nám cũng như là những các cái vết tàn nhang. Ngoài những các cái vấn đề về nám ở bên ngoài, khi chúng ta sử dụng cái bộ AgeLOC Transformation thì cái vấn đề nó được giải quyết một cách rất là nhanh chóng, chỉ bằng cách là chúng ta che đậy kỹ, chúng ta sử dụng để điều chỉnh nó, chúng ta có những các cái chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, chúng ta không sử dụng những cái mỹ phẩm mà nó gây những các cái cảm quang như thế, nó nhạy cảm với ánh nắng như thế. Tuy nhiên có một loại nám mà tôi nghĩ cái loại nám này là một cái loại khó nhất và rắn đầu nhất trong cái vấn đề điều trị nám, đó là những các cái nám về nội tiết. Thông thường thì trong trong cơ thể của chúng ta có 5 cơ quan nội tiết. Tuy nhiên cái vấn đề mà quyết định cái yếu tố gây nám nhiều nhất thì đó lại là cái tín hiệu nám, đó là do cái tuyến yên. Khi tuyến yên và tuyến thượng thận của chúng ta có vấn đề thì da mặt nám là nhìn rõ nhất. Thậm chí có một số người tuyến giáp, tuyến tuyến giáp trạng là bị biếu cổ, sử dụng những các cái thuốc iốt, nó có cảm quang, nó nhạy cảm với ánh sáng, nó cũng gây ra nám. Cho nên là chúng ta điều chỉnh cái nội tiết không phải là chúng ta đơn thuần chúng ta chỉ nhắm vào cái tuyến yên, tức là chị em phụ nữ chỉ nhắm vào phần phụ của chị em phụ nữ, hoặc là chỉ nhắm vào buồng trứng. Tất nhiên mặc dù đấy nó là nguyên nhân chính, nhưng nó không phải là tất cả. Có thể là chúng ta bị nám do biếu cổ, có thể chúng ta bị nám do thận của chúng ta kém. Thì trong quá trình đấy chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân, và tìm được thì tất nhiên là phải do bác sĩ rồi, chúng ta phải đi khám. Thế thì cái vấn đề về nội tiết thì chúng ta xử lý thế nào? Với những các cái người về bệnh lý ở thận thì tất nhiên là phải sử dụng những các cái thuốc để điều trị những các cái vấn đề về thận, và có thể sử dụng những các cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ hoặc thải độc tố, ví dụ như là cái R2, cái Aqua của Nu Skin chuẩn bị vào thị trường Việt Nam. Hoặc là chúng ta bị biếu cổ thì chúng ta phải xạ trị, chúng ta phải chữa trị được những các cái bệnh, sau đó chúng ta phải tăng cái thể lực lên. Cái vấn đề mà tôi muốn nói đến là cái nặng nhất mà hay gặp nhất, đó là cái vấn đề về nội tiết tố, về tuyến yên của chị em phụ nữ. Thì như bên trên tôi đã trình bày, có một số chị em phụ nữ khi mà mang thai thì có những các cái rối loạn về sắc tố. Chính những các cái rối loạn sắc tố nó gây nên những các cái hiện tượng nám da. Thế thì rối loạn sắc tố nguyên nhân do đâu? Đó là nguyên nhân là cái rối loạn những các cái hormone trong cơ thể, những các cái nội tiết mà chị em hay gọi, ví dụ như là những các cái estrogen hoặc là testosterone, những các cái vấn đề là nó không được cân bằng, nó không cân bằng được nội tiết, nó không cân bằng được hormone, nó cũng gây ảnh hưởng. Vậy thì hiện nay chúng ta có thể là phòng, hoặc là chúng ta có thể là khi mà nó không cân bằng thì chúng ta phải cân bằng nó lại. Tức là cân bằng bằng cách nào? Sử dụng những các cái sản phẩm cân bằng. Nếu như cân bằng nội tiết mà chúng ta bị nặng thì có thể phải sử dụng những các cái thuốc Tây theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên chúng ta có thể điều chỉnh dần dần bằng những các cái sản phẩm, thực phẩm chức năng. Và Nu Skin có một cái dòng sản phẩm chức năng có thể cân bằng lại những các cái nội tiết, điều hòa lại những các cái lượng hormone trong cơ thể, đó là cái dòng Estera. Có 3 loại Estera là Estera 1, 2 và 3. Cái Estera 1 sử dụng cho phụ nữ từ từ trẻ, tức là từ 25 tuổi đến 40 đến 40 tuổi, 40 45 tuổi. Và cái Estera 2 sử dụng cho phụ nữ tiền mãn kinh là từ 45 tuổi trở đi, và cái Estera 3 là sử dụng cho phụ nữ
sau khi đã mãn kinh rồi. Thì ngoài những các cái điều chỉnh, điều hòa, cân bằng những các cái nội tiết cũng như là cái hormone trong cơ thể, thì cái Estera này với những các cái Estera 2 và 3 nó còn làm cho cái da của chị em phụ nữ nó được mướt hơn, những các cái vết nám nó cũng sẽ giảm đi. Và đặc biệt là cái vấn đề về khô âm đạo nó sẽ được cải thiện một cách rất là đáng kể. Và đây là một số những các cái lời khuyên khi chúng ta có thể phòng tránh cái vấn đề bị nám. Nếu như mà bị nám rồi thì chúng ta cần phải có những các cái phương pháp điều trị cũng như là những các cái chế độ hợp lý. Và nếu như mà kể cả là chưa bị thì chúng ta cũng phòng cũng là một điều cũng rất là tốt. Đó là gì? Đó là tránh ánh nắng mặt trời. Cái tránh ánh nắng mặt trời này thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng cái kem chống nắng thường xuyên. Cái thứ hai là không được sử dụng, không nên sử dụng những các cái loại mỹ phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay có rất là nhiều người thì cứ xính ngoại thì cứ cứ bảo là đây là hàng xách tay. Hàng xách tay là gì ạ? Là những hàng nhập lậu. Và nhập lậu thì đương nhiên là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cho nên là những các cái sản phẩm chính ngạch đã được Bộ Y tế, đã được những các cái cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì chúng ta hãy nên sử dụng hàng chính hãng để đảm bảo cho chính bản thân chúng ta. Cái vấn đề nữa đó là kể cả là có rất là nhiều người mà da không bị nám đâu, tự dưng cũng cứ nghe người nọ mách người kia mách sử dụng những các cái loại kem trắng da hoặc là đi đi lột mặt để nhằm cho thích giống như da em bé, thì đây là một cái điều tuyệt đối không nên. Bởi vì sử dụng lột da thì như trước tôi đã nói rồi, nám không thể điều trị được mà nó còn bị nặng hơn rất rất là nhiều. Và một cái chế độ sinh hoạt hợp lý nó cũng mang lại những các cái yếu tố tốt cho da. Ăn uống, ngủ nghỉ, đấy là những các cái mà chúng ta cần phải thực hiện cho một cách nghiêm túc, cho một cách đúng, và không nên có những các cái quá đà